quý vị, Bộ Y tế đã cho phép công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2 năm 2021. Bài viết những liều vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch được đăng tải trên báo lao động. Đây là những liều vaccine AstraZeneca đầu tiên trong khoảng 110 triệu liều dự kiến sẽ được cung ứng cho Việt Nam trong năm 2021. Cùng với đó, thì khoảng 4,88 triệu liều vaccine viện trợ từ chương trình COVAX Facility cũng dự kiến sẽ về đến Việt Nam. Như vậy là Việt Nam sẽ có khoảng hơn 5 triệu liều để tiêm mũi thứ nhất cho hơn 5 triệu người, đủ để tiêm đủ cho dân số. Và Việt Nam thì cần tới là 150 triệu liều. Việc tiêm phòng trước nhất dành cho nhân viên y tế tuyến đầu tiếp đến là những những người dân ở vùng dịch và nhóm người cao tuổi, bệnh nền, miễn dịch suy giảm. Khi mà nguồn cung vaccine tăng lên thì việc tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 sẽ mở rộng nhiều nhóm đối tượng và theo yêu cầu. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh trong vùng dịch gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, cần phải giải cứu. Chuyên gia cho rằng việc hướng dẫn có quy trình cụ thể để xác định hàng hóa an toàn, bảo đảm lưu thông hàng hóa là vấn đề then chốt, các bộ ngành cần phải làm càng nhanh càng tốt. Bộ Công Thương đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất về lưu thông người, hàng hóa, phương tiện giữa địa phương có dịch với các địa phương khác, tránh việc mỗi địa phương tự áp dụng một cách như hiện nay. Huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm COVID-19 hỗ trợ các tỉnh trong vùng dịch, bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm của đội ngũ lái xe áp tải hàng trong thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa việc ách tắc lưu thông hàng hóa từ vùng dịch ra ngoài. Trong khi đó, thì trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết Giải pháp tiêu thụ nông sản vùng dịch. Nhiều ngày qua, thì việc tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương đã làm rất hiệu quả và khoa học, vừa bảo đảm tiêu thụ tốt nhưng mà cũng bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, điều đáng lo đó là có một lượng lớn nông sản tồn động ở Hải Dương hiện nay chủ yếu là hàng phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc phòng chống là cần thiết, nhưng các địa phương cũng nên cân nhắc đến việc linh hoạt lưu thông hàng hóa cho các vùng lân cận khi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong lúc nguy khó. Bởi lẽ, để có được các hợp đồng xuất khẩu nông sản, nhiều năm qua các cơ quan chức năng địa phương đã phải rất nỗ lực trong việc đàm phán hay là xúc tiến thương mại nên càng cần có sự chung tay của các tỉnh bạn để có thể kịp thời xuất hàng giữ chữ tín trên cơ sở là bảo đảm tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong điều kiện dịch bệnh thì ngành giáo dục cũng đã chủ động xây dựng phương án để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bài viết được đăng tải trên trang nhất và trang năm báo giáo dục thời đại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thì nhấn mạnh việc chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, triển khai dạy học trực tuyến, trên cơ sở nội dung dạy học, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với học sinh từng cấp học. Bên cạnh đó thì phải kiểm tra và đánh giá thường xuyên trong giai đoạn học sinh học trực tuyến, cũng như là xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức sau khi học sinh trở lại trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tính đến việc lùi thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tuyển sinh đầu cấp nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài. Còn trên báo Hà Nội mới số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết ngăn ngừa dịch Covid-19 từ các chợ. Thời gian qua thì ngoài việc thực hiện phòng dịch ở khu vực dân cư, ở cơ quan, công sở, thì việc phòng dịch ở các chợ cũng được các quận, huyện, thành phố Hà Nội chú trọng trên cơ sở là gia quân tập trung xử lý vi phạm đối với những người không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách. Hàng chục trường hợp cố tình vi phạm đã bị xử phạt nên ý thức chấp hành quy định phòng dịch của người dân đã tốt hơn. Tại một số chợ thì lực lượng bảo vệ cương quyết không cho vào chợ đối với những người không đeo khẩu trang, không sát khuẩn tay, không đo thân nhiệt và đồng thời ghi hình để báo lực lượng chức năng xử lý theo quy định.